ở miền Tây á, nó có một cái đặc thù ở tỉnh An Giang á, các bác anh chị có đặc thù đó là những cái chiếc xe đẩy đẩy vòng vòng quanh mấy cái xóm. Tuy nhiên á, bây giờ thì thời buổi hiện đại hơn, nhanh hơn tí xíu, mình bỏ trên một cái chiếc xe gắn máy như thế này chạy thì nó cũng vừa nhanh vừa tiện và lại vừa gọn nữa ha. Chiếc xe đẩy có muốn giữ tiền đâu không? Không muốn. À, thông tin với cô bác của anh chị, sáng nay thì Bùi Hồ nhận được một tin rất là vui, đó là từ bà Mã Xuyến ở Mỹ á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác của anh chị. À, sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với các anh em vẫn đang có mặt tại huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh. Và như cô bác của anh chị thấy đây là một cái chiếc xe ha. Và đằng sau chiếc xe 50 này á là cái phần ba ga tự chế. Và cái phần này được đội của anh Vũ Thợ Sắt á hàng để mà tặng cho chị Hương. Sau khi có được cái ngôi nhà mới thì chị Hương sẽ mưu sinh bằng việc là bán rau củ nè, rồi thịt cá, giờ chạy vòng vòng quanh những cái xã, cái ấp ở đây á, tại vì nhà ở đây cũng khá là thưa mà việc người dân đi chợ cũng rất là khó. Và như ở video clip trước thì các anh em cũng có nói là sẽ tìm cách hỗ trợ cho chị một cái nghề nào đó, thì đây là một cái nghề khá là hợp lý. Và nghe thông tin được rằng á thì kênh Út Đồng Tháp cũng sẽ hỗ trợ một phần là khoảng 100 đô không Đồng Tháp? 100 đô để cho chị lấy làm vốn á, để lấy đồ như là thịt heo, rồi cá biển, rồi hột vịt hay là cà, rồi cà chua, cà tím, rồi có thể là dưa leo, rau củ để lên đây để bán vòng vòng ở đây. Bán như vậy thì cái công việc bán á thì nó sẽ có thể là nó sẽ có thu nhập nhiều hơn. Nhưng mà lúc đầu á thì nếu như mà bán chưa quen thì có thể là từ khóa què cho đến lỗ vốn. Tuy nhiên khi mà quen được cái tuyến đường, quen được khách hàng thì lúc đó thì mình mới ăn nên làm ra. Và rất mong á khi mà được anh Vũ, đội anh Vũ tặng nguyên cái phần này. Cái phần ba ga mua là 200 mấy chục ngàn anh Vũ tặng luôn ha. Cây sắt này hàng là thợ làm sáng ngày hôm nay cũng vừa kịp xong để cho chị Hương luôn. Và chị Hương nói cái xe này rất là đẹp luôn. Ở trên này mình có thể để rất là nhiều đồ. Còn những cái ốc này nè, bắt ga để mình có thể mình treo lủng lẳng để cho người ta thấy mình bán được cái gì. Ở miền Tây á nó có một cái đặc thù ở tỉnh An Giang á các bác anh chị. Có đặc thù đó là những cái chiếc xe đẩy đẩy vòng vòng quanh mấy cái xóm. Tuy nhiên á bây giờ thì thời buổi hiện đại hơn, nhanh hơn tí xíu, mình bỏ trên một cái chiếc xe gắn máy như thế này chạy thì nó cũng vừa nhanh vừa tiện và lại vừa gọn nữa ha. Chiếc xe đẩy thì nó chậm hơn, bán được ít khách hàng hơn, còn chiếc xe này á thì sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Đây cái phần ba ga này á, hai vợ chồng của anh chị á là chỉ có một cái chiếc xe này thôi, và cái phần ba ga này là hàng trên một chiếc xe gắn máy 50 cũ của hai vợ chồng á. Anh chị đang lo một cái điều đó là sau khi mà đem chiếc xe này đi bán thì không biết thì thời gian tới thì việc đưa các bé đi học sao. Thì Bùi Hồ có nói là chị chỉ bán từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 8-9 giờ mình về, chiều 2 giờ mình bán tiếp. Thì ví dụ như bé Thư mà có đi học á, ba đưa đi thì ngồi trước này cũng được nè. Hoặc là cái ba ga này nó có thể tháo gờ ra được ha cô bác anh chị. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn đội của anh Vũ Thợ Sắt rất là nhiều, đã bỏ công ra hàng rồi bỏ tiền ra mua ba ga để mà tặng luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Và đây là một cái phần mưu sinh trong thời gian sắp tới của gia đình nhỏ gồm có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Và sáng ngày hôm nay á, khi một cái tin vui như thế này á, cũng tin cũng khá là buồn cho các anh thợ, đó là khi mà các anh tăng cường cái phần thợ hồ lên á thì cái công việc nó phải được đẩy lên. Tuy nhiên thì không có vật tư đúng thời điểm, giao đúng thời điểm á, thành thử ra là các anh phải bị ùng ứ cái công việc này, có nghĩa là đang gấp rút mà thành thử ra là thảnh thơi luôn. Và bây giờ mời cô bác của anh chị cùng vô ngôi nhà bên trong ha. Đây cô bác của anh chị, cái phần này thì mình sẽ làm một, em đứng đó đi nghe Trung, phần này mình sẽ làm một cái hàng ba. Hàng ba này rộng 1m8, ở đây cũng dán gạch hết trơn, có một cái cây cột cô bác anh chị, đây nè cây cột này. Có nhiều người hỏi là cái hàng ba này thì có mưa có tạt có ướt không, thì cái hàng ba là cái không gian để mà chiều á cả gia đình quay quần ở đây, thành nữ không có sinh hoạt gì ngoài này nhiều, nên là nữ có hàng ba thì nó ngôi nhà nó đẹp hơn, là không có gian sinh hoạt vào những lúc trời nắng á, còn mưa thì nó sẽ tạt thôi. Thì cố gắng là ví dụ mưa tạt thì mình chỉ chịu khó lao tí xíu. Và ngôi nhà này cũng rất là có duyên vì ngôi nhà này chiều dài cũng khá là dài, đến 14 mét, nên là nữ là nhà bằng đằng sau á, cái nhà vệ sinh là 2 mét rồi, cái này này 1m8, còn không gian phòng những phòng khách nữa. Thành nữ là đồng hành với anh Hợp với đội của anh Vũ á, trung xích đây tí xíu. Thì đây là ngôi nhà mà phải nói là mình phải nói là dài nhất ở trong những cái ngôi nhà mà các anh em cũng đã từng hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh mà được sự chung tay giúp sức của quý mạnh thường quân ha. Cái phần đây là cái phần mặt dựng đằng trước này cô bác anh chị. Đây là cái phần cửa lớn, cửa này ngang 1m8, đúng hai cánh đó cô bác anh chị.
giống như nhà của cô Chính á, ngang tới 1m8 nè. Còn đây là cái phần phát sinh đây. Đứng, em cứ đứng ở này đi. Đây là cái phần khung cửa sổ. Nếu như mà cửa sổ có vào ngày hôm qua hoặc là sáng nay thì có cửa sổ gấp ở đây rồi á, thì sáng nay các anh sẽ để cái cửa sổ vô và xây đổ một cái đài dằn ở trên này, rồi sau đó tiến hành tô luôn. Tuy nhiên thì nghe thông tin bên thợ nói rằng là cửa sổ hiện nay còn đang nằm ở trên Sài Gòn đó, thì không biết mấy ngày nữa mới tới. Mà anh Hợp anh dự định là khoảng 3-4 ngày nữa thì ngôi nhà này sẽ bàn giao xong luôn cô bác anh chị. Tuy nhiên cửa sổ chưa có xong nè, rồi thành nữ là hai cái cửa sổ ở cái lối đi á, với lại cửa sổ này chưa xong thì không thể nào đổ đài dằn được, không thể nào xây thêm được và cũng không thể nào tô thêm được, nên công việc nó bị ồn ứ. Cô bác anh chị biết không, khi mà các anh thợ ở đây á, cái chi phí ở thì nó tạm thời các anh ngủ lều ngủ võng, còn cái chi phí ăn uống là mỗi ngày cũng rất là nhiều tiền. Mà công việc đi xa như thế này mà các anh công việc bị đùng lại một cái là các anh sẽ tốn chi phí rất là nhiều. Như thế thì cái việc mà ở lại đây á, rồi thành nữ phát sinh chi phí cũng tội nghiệp cho các anh lắm, cũng như tội nghiệp cho anh Hợp làm thầu đỡ cô bác anh chị. Cái cửa sổ này là ngang 1m2, cao 1m4 ha, cửa sổ khá là rộng. Ngôi nhà này có tổng cộng là 5 cái cửa sổ, hai cái cửa sổ là ngang 1m2, cao 1m4 và cửa sổ như khung nhôm á. Còn ba cái cửa sổ kia ở hai cái cửa sổ phòng và một cửa sổ không gian bếp á, thì nó chỉ là hình như là 8 tấc với 1m2 cô bác, đúng không anh Hồng? Anh Hồng ơi, dạ khoảng đó đó. Nhưng mà tại vì cô bác anh chị biết không, cái cửa sổ phòng ngủ á là nó cái không gian nó bị nhỏ, nó chỉ có 2m5 thôi, nên mình làm cái cửa sổ cho nó cân đối, nó hợp lý hơn. Mà phòng khách ở đây á thì cũng khá là rộng luôn. Mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Đây, anh Hùng sáng nay anh lật đật, anh cũng đang tô nè. Anh đang tô phần này lên nè cô bác anh chị. Anh đang tô phần này để chừng nữa bê đồ á. Anh dán gạch luôn ha cô bác anh chị. Giống như nhà cô Chính anh Hùng ha. Giống như nhà cô Chính vậy á. Cái này là cũng là bằng với mặt gạch luôn đúng không anh Hùng? Hồ nó bằng với mặt gạch luôn. Hồ nó bằng với mặt gạch và dán cao lên 1m5 á, nên là nữ là ảnh sẽ làm cái phần này trước, rồi có thể là dán gạch luôn anh Hùng ha, rồi sau đó là mới tô cái phần ở trên rồi bơi lên cái phần ở trên luôn à. Sáng nay mình có nói là hỏi anh Hợp ơi có bắt chỉ luôn không anh Hợp? Anh Hùng nói sao cái phần này cũng xây lên luôn nghe cô bác anh chị, dìm xây lên dán gạch nền thì mới xây dán gạch dìm đúng anh Hùng? Lần này thấy vật tư của mình chạy chuyển hơi chậm, thành nữ công việc nó bị ồn ứ anh Hùng ha. Không được như mấy nhà kia. Dạ. Hôm qua ngủ mũi chích dữ không? Hết mũi chích mày tới hò. Hôm ngày là vợ điện xuống có nói là anh ơi ngủ sương gió là sao không? Đâu có gì đâu, đi mình biết đi mặn biết trách nhiệm mình đi rồi. Dạ. Anh Hùng là cũng đồng hành chung với anh Hợp là cũng với lại Bùi Hồ là cũng 7 căn nhà luôn anh Hùng. Mấy căn là nhớ nổi không? Nó cũng 7-8 căn rồi. 7-8 căn rồi cô bác anh chị. Ảnh đi đâu ảnh cũng chạy đồng hành hết á. Xa làm thiện nguyện thì thấy nó nói chung là làm nơi đâu cũng có nhận tiền công. Tuy nhiên thì làm thiện nguyện thì thấy nó vui hơn tí xíu đúng không anh? Vui hơn, mình giúp những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn hơn đó. Dạ. Dạ, mình thấy nó vui, thoải mái người hơn. Dạ. Chứ không có gì. Chị Phương á thì đi theo để mà phụ nấu ăn tay sợ, chợ cũng khá là xa luôn, ăn uống ở ngoài trời rồi vậy thì nó có vì vấn đề khó khăn không anh? Đâu có gì đâu. Dạ. Cũng bình thường. Anh Hùng là cũng sương gió quen rồi, thành nữ là đối với ảnh mấy việc này nó cũng diễn ra hoài chứ không phải là lâu lâu mới lần anh Hùng ha. Dạ. Nhưng những người mới đi thì ta nản thôi, chứ mình đã sống quá lâu quá nhàm với cái này rồi đâu có nghĩ bọng gì nữa. Dạ. Cũng đổ mồ hôi, thành nữ cực vất vả lắm mới có được đồng tiền. Đúng rồi. Mà phải nói là có đồng tiền mà làm cho những ngôi nhà này thì thấy nó vui hơn. Và cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn gia đình của anh đã tạo điều kiện cho anh để mà đồng hành với em ha. Cho em gửi lời thăm hỏi chị cùng với gia đình. Chúc gia đình luôn sức khỏe dồi dào, gần Tết đến rồi. Ăn Tết nhớ mời tụi em qua chơi. Cảm ơn Bùi Hồ với Út Đồng Pháp với anh Tâm với Một Đồng rồi nha. Dạ. Rồi cảm ơn anh rất nhiều, để cho anh tô để thôi làm phiền. Cái công đoạn của anh nó bị chậm lại các cô bác anh chị. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ đi vào. Cái lối đi từ trước vào á thì nó nằm bên tay trái và cái cửa ra nằm bên tay phải. Tính theo phong thủy thì nó sẽ rất là hợp phong thủy các cô bác anh chị. Và đây là cái phần alu giả đá nè, anh Vũ cũng dán xong rồi.
Đây. Cái này chưa nữa, này chưa có gì. Kéo cái bột bủ ra nha. Xong là tô xong rồi sẽ kéo cái bột bủ ra. Rồi bây giờ qua đây. Đây, cái cửa sổ này khoét xong rồi nè. Nhưng mà bây giờ chưa có cái cửa sổ để vô. Ở đây cái cửa sổ này lấy đầy đủ đủ ánh sáng luôn. Nên là nữ là không gian rất là mát. Có một điều á là lúc nãy quên chia sẻ với cô bác anh chị là cái phần à. Cái phần cái dừa cặp bên nhà là không có chặt. Và cái dừa nó khôn lắm, nó ve ra ngoài kia luôn, trái nó không có rụng lên cái tôn. Cái dừa cặp bên đây thì cũng đã cưa xong hết rồi. Nên là nữ là cô bác anh chị là cứ yên tâm, cái dừa nó không có động phạm đến ngôi nhà này đâu. Mình cứ để cho nó như vậy ha. Đây, không gian phòng này anh Hùng cũng đã tô xong nè cô bác anh chị. Thấy không? Tô dán gạch lên đây là anh nói là dán lên đây tới 1,5 m. Không gian khá là rộng. Ở đây kéo cái cửa sổ này lại là phải nói tuyệt vời luôn á. Đó, thấy không? Chừng nữa đóng la phong, còn đóng la phong với lại đi cái phần điện nữa thì lúc đó xong hết thì bàn giao thì Vườn Hồ sẽ review tổng thể một lần nữa. Ngày hôm nay thì ngoài việc là thông tin với cô bác anh chị á, các anh thợ hồ đang gặp ồn ứ về cái công việc, lý do là vật tư chuyển trễ nè. Thứ hai là cũng thời gian sắp tới định hướng cho gia đình của chị Hương với anh Cọt á, có một cái nghề buôn bán cho nó kiếm sống trong thời gian sắp tới. Tại vì khi mà giúp đỡ có một cái mái ấm an cư rồi thì cũng cần phải lập nghiệp. Và Bùi Hồ có tặng cho gia đình của anh Hợp với chị, anh Cọt với chị Hương một cái câu đó là phi thương thì bất phú, có nghĩa là không buôn bán thì khó khi nào mà có thể phát triển ra được. Nên là nữ là thôi thì cứ cố gắng tạo điều kiện, lúc đầu chưa quen thì sau này cũng dần dần cũng sẽ quen thôi. Đó. Ở đây là anh Vũ cũng hàng luôn cái phần cái cỡi bếp ga tặng luôn. Qua đây cô bác anh chị, cái cỡi bếp ga chưa đem vô đây, cỡi bếp ga êm lắm, để ở trong cái không gian này nấu nướng là cô bác anh chị cứ yên tâm. Đây, đây là không gian bếp. Không gian bếp này cũng khá là rộng luôn đó cô bác anh chị, tại chưa xây gạch viền ra xong á nên là nữ nấu nướng chỗ này nó cũng thoải mái lắm. Và khi mà cái chỗ này mấy phần này mà bê tô xong rồi nó nhìn mình nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Và tới đây nhà vệ sinh nè, anh Hợp anh cũng đang đi hệ thống ống nước rồi ra hết. Đây là cái nhà vệ sinh cũng có cái cửa rồi ha. Ở trong này cũng dán gạch lên cô bác anh chị, dán gạch lên 1,5 m luôn. Ở gạch thì gạch chỉ nằm ngang, gạch rất là hiện đại ở có nghĩa là gạch cái công nghệ mới bây giờ đó. Cũng làm một cái cửa nhôm dán gạch lên tới đây, chừng nữa có đóng luôn phần la phong. Nước thì anh Hợp sáng nay anh cũng lật đật, anh đi xong hết rồi. Anh cánh làm cái hệ thống mà chống tràn của cái bồn vệ sinh á, thì ví dụ như bồn vệ sinh mà đi mà lâu ngày á thì nước nó sẽ tràn, thì nó có một cái hệ thống chống tràn luôn. Thông tin với cô bác với anh chị vậy ha. Đây là một ngôi nhà mình coi thấy cũng khá là hài lòng. Tuy nhiên việc các anh thợ xây cũng rất là nhanh, mỗi người mỗi việc. Tăng cường thợ hồ nè, và đội thợ sắt thì phải gấp rút làm. Hôm qua là thậm chí là đến 6 giờ tối các anh cũng chưa nghỉ tay nữa, và sáng ngày hôm nay lên làm một buổi nữa mới xong. Chỉ có điều là vật tư ở nơi đây vận chuyển nó hơi khó một tí xíu. Và thứ hai nữa là cái phần cát gạch ở đây nó cũng mắc hơn ở trên quê của Đồng Tháp Bùi Hồ, tại vì cát đây hình như là anh Hợp nó khó thiếu, nó cũng giá rất là cao luôn. Nên là nữ mọi thứ cái nó đội lên chút chút, các nhà mọi thứ đội lên chút chút là nữ nó cũng nhiều tiền lắm. Đó, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ gặp chị Hương với lại anh con. Chị Hương ơi. Dạ. Đợi chị Hương ra ha. Chị cứ em cứ để đó đi. Sáng nay thì cũng tội nghiệp lắm. Gia đình cứ chuẩn bị lo chạy đôn chạy đáo để nước cho mấy anh thợ suốt luôn à. Rồi sáng nay đãi các anh thợ nước cam rồi nước dừa gì lũ khủ hết hả chị hả? Dạ. À, sao thấy ngôi nhà đẹp không? Dạ đẹp. À, chị nói là ngôi nhà rất là dễ thương. Ngày sáng nay là các thấy các anh thợ hàng cái chiếc xe, chị thấy sao rồi? Dạ em thích lắm. Dạ hả? Dạ. Rồi mình có sắp xếp được cái việc đưa con đi học với việc đi bán không? Dạ để em coi lại. Hôm qua chị nói nghe nói ngành cọt nói là nhằm khi bán thịt heo ở đây mà thiếu tới mùa. Dạ. Là 3 tháng bán 5 kg mà thiếu tới mùa chắc đứt vốn luôn. Nhưng mà vì ở đây là chị Hương là làm ở công ty, làm công nhân ở công ty. Thành nữ ra tới giờ mình can cái giờ mà công ty nó tan ca buổi chiều á, ngay buổi chiều á. Dạ. Mình lại đó mình đậu chiếc xe cho nó, người ta tại sẵn tiện người ta đi ra, người ta xách cái bọc rau củ người ta đi về, bầu bí mướp gì đó. Dạ. Mọi thứ chị lấy ít ít nha. Bán lúc đầu là từ lờ cho đến là từ què cho đến lỗ đó, rồi sau đó mình mới làm lời. Trước tiên là mình phải tìm cái người khách hàng. Dạ. Thứ hai là tìm cái nguồn lấy hàng, và thứ ba thì mình mới phân phối hàng ra. Lúc đầu bán là chị phải là chịu lộ lấy giá sỉ bán bằng giá sạp bán lẻ. Dạ. Có nghĩa là ví dụ như thế, Hồ có tính như thế này nè,
Ví dụ lấy thịt heo là giá sỉ là ta bán lẻ 65.000 kg đúng không? Mình lấy giá sỉ là 60.000, ví dụ vậy. Mình chạy vòng vòng, mình là 5.000 mà bán bằng giá sạp. Quen khách hàng thì mình cứ bán như vậy, từ từ là mình sẽ 5.000 nhiều chứ, 50 khách hàng là được 50.000 rồi đúng không anh? Ủa, 250 rồi, thành nữ là mỗi cái mình lợi ích, mình không cần là nhiều, quan trọng là khách hàng tin tưởng. Mà hồi đó giờ có quen bán không? Hồi đó giờ chưa có bán lần nào. Vậy hả, có quen giao không? Dạ không. Không quen giao hả? Dạ. Rồi sao giao kêu tao mua? Em tập á. Dạ. Dạ. Ủa, em không biết là ngày xưa là chị Hương là mình học hết cấp 3 không? Dạ em học tới lớp 6 à. Lớp 6 còn anh còn? Dạ cũng vậy. À, mà ngày xưa sao hai người quen nhau? Kể cái câu chuyện sự tích ngày xưa hai người quen nhau thử nha. Dạ em quen qua điện thoại á. À, có một cái câu chuyện nghe anh còn kể, tự nhiên mình thấy mình giật mình, đúng là duyên nợ cô bác của chị. Câu chuyện này giữ bí mật là gần mười mấy năm nay, bữa nay mới khui ra nè. Đúng không? Dạ. Ngày xưa anh còn anh có cái số điện thoại, cái điện thoại cùi bắp, điện thoại nhỏ xíu Nokia nhỏ xíu bằng phím số á. Đó, sau đó là ảnh ví dụ ảnh cứ xài số 22 đi. Cái đâu có nhắn tin qua thông qua bên Zalo, Viber giống như công nghệ 4.0 giống giờ hay là Facebook, đúng không? Cũng không có Instagram và cũng không có và mấy cái thứ khác. Thì ảnh ví dụ ảnh xài 0939452721 đi. Thì các anh đổi lại 722 hoặc là 720, các anh tìm được vợ luôn. Đúng không? Dạ. Ồ mà sao chị chịu? Ảnh nói là sao? Phải duyên nợ anh. Duyên nợ gì qua cái con số vậy? Sao? Nhưng mà là lần đầu tiên là anh Cọt anh nói sao? Với chị như thế nào mà chị đến với anh Cọt? Không nhắn tin điện thoại nói này nói kia vậy đó. Ừ. Nhưng mà anh nói lúc đầu anh nói alo anh lộn số hả? Dạ hỏi biết tên em luôn á. Ủa sao biết được? Em cũng biết nữa. Anh nói là nếu như mà ngang trai thôi mình bỏ cái mình đổi lại số khác. À vậy là anh Cọt là bấm xuống ngẫu nhiên hả? Dạ. Sao chị? Dạ. Cứ vợ giống như sổ số vậy. Chia sẻ cái câu chuyện này mình thấy cái chuyện duyên nợ của mỗi người nó mỗi khác ha. Mà cái cách tìm vợ của anh Cọt là cũng không có giống người khác nữa. Mà cái đó là một trong những cái cách để mà mình tiếp cận với. Tại vì ngày xưa khi mà muốn cưới vợ là phải thông qua làm mai làm mối nè. Phải gần sát nhà đi chơi rồi mới quen. Mà nhà chị đến nhà của anh Cọt là cách bao nhiêu? Tới 20 mấy cây. 20 mấy cây, đúng không? Chỉ thông qua số điện thoại ngẫu nhiên thôi. Nói chung là rất cô duyên. Mà nói chung là mình cũng thương nè. Mặc dù là chỉ biết thông qua số điện thoại tìm cách một ngẫu nhiên. Tuy nhiên với tuổi của chị á, hợp anh Cọt bây giờ thời điểm bây giờ là Không có còn sức lao động nữa. Một mình gánh vác gia đình đều, con cái đều do chị hết. Mà chị vẫn cố gắng. Có nhiều người nói là ta thương chị vì cái đó nên thành nữ là chỉ thời gian ngắn thôi. Cô chú anh chị là cũng hỗ trợ cho gia đình mình hết mình. Dạ. Và đồng tin với chị là chuẩn bị mình thời gian tới trước khi đi bán á. Là gần Tết mình bán cái đồ cũng nhiều nè. Chị cứ đi dọ cái nguồn hàng. Có thể là giao vườn nè. Dạ. Những người ở đem ra cái mình lấy mình bán lại. Chị hiểu không? Dạ. Mình dựa coi mướp nhiêu ký, bầu nhiêu ký. Mình lấy mình bán lại. Được chưa? Dạ được. Rồi, vậy đi, cũng thông tin cho chị là có chiếc xe rồi. Bây giờ sẵn mình mời chị với lại mình tiết lộ cho cô chú anh chị cùng với nhà hảo tâm với mình thường quân biết được cái chiếc xe và cái thùng đồ rồi. Mình sắp đi bán được. Dạ. Rồi, rồi nhận đi. Đồng Tháp, như lúc Đồng Tháp cũng đã nói á, thì để cho chị ngắm lại chiếc xe lần nữa. Cái chiếc xe này gắn bó với mình bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng lâu rồi anh. Lâu là bao nhiêu? Dạ cỡ 5 năm rồi. Hồi xưa là mình mua trả góp hay sao chị? Dạ, của ngoại. Của ngoại cho ha? Của ngoại cho. Cái này là của hồi môn? Dạ. Của bà ngoại? Dạ. Bà ngoại mua cho hay là mua của ngoại rồi ngoại sang? Bà ngoại mua cho em. Mua cho chị ha? Hồi đó là chắc lúc còn con gái đúng không? Dạ. Đúng không? Rồi chị em... chạy đi. Chị chạy đi gặp anh Cọt cái gì? Chưa. Thế sao? Lúc em nghe ảnh chưa có xe đâu. Em cũng chưa biết chạy xe luôn á. À, dạ. Sau này có chồng thì mới biết chạy dạ, xe đúng biết không? Chạy xe. Là mẹ mua cho chị ngoại mua nhiêu ngoại mua. Mẹ mẹ của chị mà dạ ngoại mua ngoại của ngoại. Chị mẹ em á đúng rồi em kêu ngoại không ạ nhiêu tiền dạ 8 triệu mấy xe này chắc là mua xe cũ của dạ, ta lại đúng không xe cũ. Chị Hương cũng không có bằng lái nên là nữ lái chiếc xe 50 nè cô bác của anh chị đối với chị chở thêm cái này nó có cầm kềnh dữ không chạy được không đó giờ em chạy không có chở đồ gì á chắc cũng chưa quen. Nhưng mà mình phải chạy thử xe không vài lần nha. Dạ. Trong khi đồ này nó dơ ra nó dướng người ta đó. Với lại xe này nếu như mà chị chở đồ máng những cái bọc vô đây nè thì chiếc xe chạy nó cũng phải có độ dao động. Dạ. Nó cũng phải quơ. Dạ.
nên là nữ là mình cứ lúc đầu mình chưa quen á, mình cứ máng đồ nhẹ nhẹ thôi. Khi mình quen rồi á, mình hở máng đồ mà nặng, mình để trên đây càng nhiều đồ á, dạ, thì nó sẽ càng có cái đồ nặng như này, xe mình nó không bị lắc đó. Rồi khi nào xong cái chị cứ tháo ra. Dạ. Rồi thịt heo nè, rồi cá biển nè, chị hột vịt nè, hột vịt lạc của mình á, dạ, chị cứ để lên đây. Rồi cà tím hay là mỗi thứ chị để ít ít. Thấy mấy anh thợ Đồng Tháp dễ thương không? Thấy anh Vũ dễ thương không? Dạ dễ thương. Dạ. Nói chung là mấy anh thợ đều rất là dễ thương, cô bác của chị cũng làm thì cũng xong thì cũng tặng thêm chút đỉnh người này kia, rồi mọi thứ đều anh không có tính tiền. Anh nói mấy anh nói là thôi làm cho mấy cái hoàn cảnh này làm không cần lời cũng được nữa, chủ yếu là giúp cho vượt qua khó khăn. Thôi bây giờ ở trong clip này thì chị nói là cảm ơn anh Vũ, dạ, cũng như là tất cả các cô chú anh chị đi ha. Dạ, em cảm ơn anh Vũ chưa, anh chị em chiếc cái này để em đi là đi bán á. Dạ, để mai mốt anh Đường Quân giúp đỡ vợ chồng con. Mai mốt em nói anh Vũ cho thêm chiếc xe nữa, chịu không? Vậy em cảm ơn anh Hồ với anh Út với anh Tâm với anh Bột Đồng. Em cảm ơn anh mấy anh đã kết nối cho em được căn nhà. Em cảm ơn. Dạ chị Hương ơi, thì ngày hôm nay em đến đây em cũng thay mặt chị Trần Ngô ở Mỹ á chị, em cũng hỗ trợ cho chị $100 là 2.450.000, thì em gửi chị 2.500.000 để làm vốn đi bán sau này có cuộc sống ổn định hơn á chị. Thì em cũng chúc cho chị là công việc luôn thuận lợi, mua mai bán đắt. Dạ, để có cái nguồn thu nhập hả chị? Dạ. Nhưng mà em nói chị câu gì nè nha, ta nói là dạng sự khởi đầu nan, gian nan thì đừng có bắt đầu nản nha. Dạ. Phải có gian nan rồi, mà phải có lỗ rồi, chắc chắn là như vậy. Cảm ơn chị Trần Ngô Mỹ rất là nhiều. Số tiền này lúc đầu bán một tháng đầu, nhầm khi là bán càng ngày càng thâm vốn, nhưng mà từ đó mình mới có được những cái bài học. Ở trường thì thầy dạy bài học miễn phí, nhưng mà ra đời phải tốn tiền. Nó cái đó là nó giống như cái học phí để mình kinh doanh vậy. Nên là nữ số tiền của chị rất là quý. Tuy nhiên lúc đầu mà chị Hương bán á, nó còn sơ xuất nè, về cái lời cái lỗ giá nhập vô rồi bán ra rồi xăng cổ á, thì có thể á, là nó sẽ thâm cái vốn này luôn. Cái đó này là nói thật, nên chị cứ đừng có buồn. Chị nói là anh Hồ ơi, em bây giờ còn cái thùng không không chứ, nhưng mà kệ lấy đồ thêm. Nên thành nữ là lỗ thì lỗ, nhưng mà mình phải cố gắng từ từ. Dạ. Nha. Dạ. Chỉ có buôn bán như thế này mới giúp được gia đình của chị thôi. Hôm qua anh còn anh cũng có bàn tính là cái việc làm chăn vịt. Tuy nhiên á, mình nuôi 10 con vịt á, vịt bây giờ hết khoảng 20 mấy ngàn con, 10 con là hết 200 mấy, chưa kể là thức ăn, rồi chưa kể là phải chăm bón ở nhà đủ thứ. Dạ. Mà vịt nuôi 10 con thì bán cũng rất khó, đâu có bán giống như người ta nuôi vịt bầy vịt đàn đâu. Thành nữ là nó không có khả thi. Mà bây giờ cái việc mà gạo của mình á, gạo thóc ở mình nhà lo cho các bé, tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày không đủ tiền cho con vịt nó ăn nữa. Dạ. Thức ăn nó rất là mắc, 400-500 ngàn bao đúng không anh Tâm? 400-500 ngàn bao mà vịt nó ăn hoài. Thành thử là thôi thì cứ việc là buôn bán đi, từ từ ví dụ như mình bán cái này mình thấy hợp, rồi Tết gần Tết mình có thể lấy bông hoa gì đó. Dạ. Mình bán những ngày Tết cũng được. Và cầm đây là cái số tiền mà của kênh Út Đồng Tháp á, là chị Trần Ngô gửi cho chị là $100 là 2.450.000. Út Đồng Tháp hùng vô 50.000 vốn nữa, mai mốt lời trả lại Út Đồng Tháp 50. Được không? Nè, dạ, nè chị đếm, em đếm cho chị luôn ha. Cái này là làm vốn làm ăn nha. Dạ, dạ chứ mình cứ giữ lại 1 triệu nè, triệu 2 nè, triệu 4 nè, triệu 6 nè, triệu 8 nè, 2 triệu nè, 2 triệu rưỡi nè. Em cảm ơn chị Trần Ngô. Cũng đồng tình với chị á. Em hứa là em sẽ cố gắng không để phục vụ lòng chị. Em hỏi thiệt chị ha, chị Hương, hồi đó giờ chị biết tiền đô không? Dạ. Không hả? Có muốn giữ tiền đô không? Không hả? Dạ muốn. Thông tin với cô bác của chị, sáng nay thì Bùi Hồ nhận được một tin rất là vui. Đó là từ bà Mã Xuyến ở Mỹ á, gửi cho chị $100. Là không đổi ra tiền Việt mà gửi $100 cho chị luôn, để cho chị với lại mấy đứa bé biết tiền đô. Và số tiền này bà có dặn là khi mà bàn giao nhà thì mới trao cho chị. Và coi như là cái đó là cái lộc của bà. Để cho chị làm ăn, khi nào mà gia đình của chị gặp khó khăn nhất có thể và không xoay sở được thì hãy đi đổi cái số tiền đó ra. Còn nếu như bình thường thì hãy giữ cái số tiền $100 đó làm cái lọc cũng như cho các bé số tiền biết tiền đô. Dạ. Còn bây giờ em chưa trao, em cũng chưa nhận được nữa. Dạ. Mai mốt bàn giao nhà em gửi cho chị luôn. Dạ.
Được không? Dạ được. Cái tiền đó là mình cứ làm lọc để ở trong nhà hoài đi nha. Dạ. Khi nào mình khó khăn hết mức mình hãy đổi ra. Dạ. Được không? Dạ được. À. Cũng cảm ơn cô Mã Xiến. À. Dạ. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ bao nhiêu đây cũng cho cô bác quý chị khoảng 400 ngàn nữa xong. Thì khi mà xong ngôi nhà thì thực hiện bàn giao công bố danh sách số tiền Mạnh Thường Quân ha. Cũng như là còn lại dư bao nhiêu, thiếu bao nhiêu thì Bùi Hồ sẽ thông báo cho cô bác quý chị biết luôn. Cũng như review tổng thể ngôi nhà. À, một lần nữa thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. À, mong rằng á, chị Hương sau khi có an cư đi lập nghiệp càng ngày càng phát triển hơn, lo cho các bé ăn học để cho nó nên người. Mình vất vả tí xíu, bây giờ vất vả nhiều và thêm tí xíu nữa để cho các bé nó đến trường, đến lớp cho nó học hết, để nó hiểu biết thêm, có thể nó giúp cho mình sau này mình đỡ hơn ha. Dạ. Chứ mình đâu nuôi nó hoài được. Dạ. Mình nuôi nó bằng con chữ là được. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha. Dạ.